Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi lại mang đến cho các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học, năm nốt ruồi hiểm độc hủy hại cả một đời người. Các bạn liên tiếp gặp xui xẻo, chuyện tình cảm thất bại, liên tục gặp phiền toái. Nguyên nhân có thể không phải do số mệnh, mà có thể do bạn đó đã sở hữu những nốt ruồi ở vị trí hiểm áp. 1. Nốt ruồi xương quai xanh hoặc bả vai. Quản lý tài sản không tốt. Theo nhân tướng học, nếu vị trí lõm giữa xương quai xanh và bả vai có nốt ruồi thì khả năng quản lý tài sản của người này không được tốt, không có khả năng xây dựng tài chính. Điều này sẽ làm cho hậu vận gặp khó khăn vì không có tích lũy. Bởi vậy, bất kể nam hay nữ, nếu có nốt ruồi tại vị trí này thì nên thận trọng ngay cả khi có tiền cầm trong tay, đặc biệt trong các việc về đầu tư tài chính. 2. Nốt ruồi ở bầu ngực là người hẹp hòi, túng thiếu. Nếu một trong hai bầu ngực có nốt ruồi thì người này khá hẹp hòi, lòng lang dạ thú và thường xuyên lâm vào cảnh túng thiếu. Mối quan hệ với người khác thường không tốt, thường bị hiểu lầm hoặc bị ám hại. Nếu phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường rất đào hoa, tuy nhiên đào hoa khó vượng cũng khiến cho chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở, gian nan. 3. Nốt ruồi dưới gót chân là người gặp nhiều phiền toái. Xem bói nốt ruồi cho thấy nếu dưới gót chân có nốt ruồi, đặc biệt là nốt ruồi đen, thì bạn nên cẩn thận vì nốt ruồi này cảnh báo cuộc sống của bạn gặp rất nhiều phiền toái, làm việc hết sức mình nhưng kết quả thu được hoặc được ít hoặc không được người khác công nhận. Chuyện tình cảm cũng không khá hơn, cố gắng nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Nếu là nữ giới thì có thể chọn màu sơn móng chân phù hợp với bản mệnh, còn đối với nam giới thì có thể xóa nó đi, ít nhiều vận trình sẽ được cải thiện. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên đi tất thì ảnh hưởng của nốt ruồi cũng giảm đi đáng kể. 4. Nốt ruồi phía sau gáy nhưng lệch về hai bên, tình cảm trắc trở. Người có nốt ruồi ở vị trí này thường gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, có thể là rối tình người khác hoặc bị người khác lừa gạt. Nốt ruồi ở vị trí này có nhiều tiền đến đâu cũng không thể xóa đi được, nếu không chuyện hôn nhân cả đời cũng sẽ không được thuận. Cách tốt nhất để hóa giải là căn cứ vào ngũ hành bản mệnh mà chọn màu nội y cho phù hợp. Nốt ruồi ở sau cánh tay, trai tay trái, gái tay phải là người cô nhi quả nữ. Nếu phía sau cánh tay phải của người phụ nữ hoặc sau cánh tay trái của người đàn ông có nốt ruồi thì thường lâm vào cảnh cô quạnh, hôn nhân và chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở, thậm chí mối quan hệ với người thân không được tốt, hậu vận sẽ sống trong sự cô đơn. Nốt ruồi tại vị trí này không thể xóa đi mà chỉ có thể sử dụng phương pháp để hóa giải. Cách tốt nhất là đeo cánh tay có nốt ruồi một chiếc dây đeo màu đỏ. Nhưng ngược lại, ngoài những nốt ruồi ở vị trí hiểm độc ảnh hưởng đến tài vận của con người, nhưng cũng có những nốt ruồi phú quý mà cả đời không phải lo phiền. Bạn có biết trong số những nốt ruồi trên cơ thể có những nốt ruồi phú quý mà người sở hữu những nốt ruồi đó trời định có số giàu sang phú quý, phúc khí đầy nhà? Vậy bạn đã biết những nốt ruồi phú quý trên cơ thể báo hiệu vận thế giàu sang an nhàn nằm ở đâu hay chưa? Nếu bạn có những vị trí nốt ruồi ở dưới đây thì chúc mừng bạn, cuộc đời của bạn sẽ không phải đại phú thì cũng là người đại quý, phúc khí đầy mình, may mắn muôn nơi. 1. Nốt ruồi lòng bàn tay. Xem tướng nốt ruồi, người có nốt ruồi ở vị trí này thì trời sinh thông minh, đĩnh ngộ, đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt, có bản lĩnh kiếm tiền cao siêu hơn người, tài vận hanh thông, tiền bạc đầy nhà, sự khéo léo giúp họ rất nhiều trong công việc. Không chỉ trong chuyện đối nhân xử thế mà trong chuyện xử lý công việc, họ đều là người tài năng và được tán thưởng rất nhiều. Họ không những có đầu óc kinh doanh mà còn rất giỏi trong chuyện tính toán đầu tư, tiền bạc trong tay họ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nốt ruồi lòng bàn tay là nốt ruồi phú quý, người sở hữu nốt ruồi này trời định giàu sang, sự nghiệp lẫy lừng, tài lộc ùn ùn kéo tới. 2. Nốt ruồi giữa lưng. Những người may mắn sở hữu nốt ruồi nằm ở giữa lưng thường có phúc khí vô cùng lớn. Họ làm chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Dù đó là những chuyện vụn vặt hàng ngày hay chuyện đại sự ảnh hưởng đến vận thế cuộc đời,
thì những người này đều dễ dàng, khéo léo, hoàn thành một cách rất xuất sắc. Có nốt ruồi phú quý ở vị trí này, họ có vận trình tốt đẹp đến mức khiến nhiều người phải nghi ngờ may mắn của họ từ đâu mà tới. Cuộc đời họ bằng phẳng yên bình, giàu có an nhàn, tài lộc đầy nhà. 3. Nốt ruồi lòng bàn chân. Nốt ruồi vị trí này thể hiện được quyền lực và phúc khí. Thông thường, người sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân là những người sau này làm nên sự nghiệp lớn, là những người lãnh đạo xuất sắc, đức cao vọng trọng. Dù là nơi thương trường hay chính trường, họ cũng là những người cầm cân nảy mực, đóng vai trò quan trọng, quyết định đại cục. Bàn chân có nốt ruồi phú quý này, bạn là người có tố chất lãnh đạo, là người có quyền lực rất lớn trong tay, được nhiều người kính nể. 4. Nốt ruồi trên ngón chân. Những người trên ngón chân có nốt ruồi, tính cách thường khá tiết kiệm, biết chăm lo vun vén cho gia đình. Phụ nữ là người đảm đang, khéo léo, biết tích lũy tiền bạc để lo lắng cho gia đình. Đàn ông là người biết quản lý tài chính, giữ túi tiền ngày càng đầy lên, cũng có tài đầu tư sinh lời. Người này luôn suy nghĩ tìm cách kiếm tiền, dồn mọi tâm đức để kiếm tiền bạc sinh sôi nảy nở. Từ 1 thành 10, từ 10 thành 100, niềm vui của họ trong cuộc sống chính là kiếm tiền, động lực để họ phấn đấu cũng chính là tiền bạc. Chính vì thế mà những người này muốn nghèo cũng khó. Với ý chí kiên cường, lại thêm đầu óc tư duy logic, kinh doanh nhanh nhạy nên họ làm gì cũng thành công. Suy nghĩ thật kỹ, lên kế hoạch chi tiết trước khi hành động. Đi theo con đường làm ăn buôn bán, người này làm đâu thăng đó, khả năng thành công cực kỳ lớn. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.